Hello anh em nhé, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với kênh nhân vô mình. Là Tiên đây. Thì hôm nay mình sẽ nói về cái con game Win 456. Thì đây là con game Win 456 và anh em vẫn thường chơi. Thì hôm nay mình sẽ giải mã con game Win 456 lừa đảo anh em thế nào. Thì đầu tiên á, thì nếu mà mình nói ai nhộp thì đáng chịu. Thực tế mà anh em xem được video của mình thì anh em nào mà đang tìm hiểu cái con game Win 456 mà chơi sao bị thua nhiều á, thì hôm nay mình sẽ giải mã cho anh em tại sao anh em thua. Thua là thua thế này nè. Bây giờ mình sẽ đi vào từ cái trò chơi một cái để mình giải mã nhé. Thì đây là nick chính của mình luôn, mình không có tạo nick phụ để review. Đây là nick chính của mình. Đầu tiên bây giờ mình sẽ vào cho anh em xem cái lịch sử đổi thưởng này. Đây, anh em rút là nhỏ nhỏ thì anh em rút ok đúng không? Rất là ok. Đây, rút 50, 30, 40, 200 là ok. Còn tại sao mình chơi lớn lên 2M mà nó không cho rút, với 600k nó không cho rút này. Thì anh em chơi nhỏ nó cho rút, đánh ăn ít thì cho rút, ăn nhiều nó không cho rút. Đó là đầu tiên cái vấn đề rút tiền. Đó là cái vấn đề rút tiền đúng không? Thế đây là đó là mình giờ giải mã từng vấn đề, đó là vấn đề rút tiền. Anh em chơi lớn quá là nó ăn lớn là nó sẽ không cho anh em rút, nó kêu anh em bịt gian lận, chẳng qua là cái cớ, nó thật chẳng qua là cái cớ. Anh em có liên hệ với chăm sóc khách hàng với chăng nữa thì nói thật, khách hàng chăm sóc khách hàng bên đó là một cái thằng không có chuyên môn luôn, hoặc là một con không có chuyên môn bên chăm sóc khách hàng luôn, và nó cũng không có một cái quyền gì ở trong cái chăm sóc khách hàng ấy, là nó chỉ có làm từ lành từ cấp đây là một câu nói duy nhất là anh em gian lận đó, thấy không, không cho anh em rút thu hồi, anh em gian lận cho thu hồi. Còn là gian lận chỗ nào, gian lận thế nào nó không nói, thực tế nó không có chuyên môn và nó cũng không tìm hiểu, là lệnh từ cấp trên của nó đưa ra là nói anh em gian lận là không cho anh em rút thôi đó. Anh em có liên hệ chăm sóc khách hàng thì cũng vậy, không có cho anh em rút đâu, cho dù nó gọi trực tiếp anh em nhắn tin là cũng vậy, câu trả lời của nó một là một, và thứ hai là liên hệ chăm sóc khách hàng của nó bây giờ là hệ thống trả lời tự động là phần nhiều, nó không có liên hệ trực tiếp đâu, thế nên là anh em cũng không có liên hệ được chăm sóc khách hàng. Đó là cái vấn đề đặt rút. Còn cái vấn đề bây giờ mình vào từng trò chơi anh em chơi xem nhé. Bây giờ mình đi vào cái trò chơi sóc đĩa đi. Đây, cái sóc đĩa này game rất là ít người chơi nhá. Game đặc biệt cái con game Win 456 này nó rất ít người chơi, mà nó có rất là nhiều bàn. Nói với anh em là có rất nhiều bàn. Mà tại sao mà vào cái liền bàn nào cũng đặt quá trời tiền? Thì do đó là ai đặt? Mà đặt toàn 500k 1M luôn, đặt là thậm chí đặt đủ đặt đủ nhá, chứ đặt 1M không anh em. Em phải biết là đặt 1M không á. Đặt 1M không á. Mà đặt là đặt chén nào cũng là đặt quá nhiều tiền luôn. Thực tế anh em biết ai đặt không? Là máy đặt. Mà một mình anh em là người, nó sắp xếp anh em là máy rồi. Bạn nào cũng là máy. Đặt không lẻ tiền luôn. Thì anh em phải biết cái game nó bịp cỡ nào, là nó sắp xếp anh em vào cái bàn máy thì anh em đặt lẻ thì nó va trắng, mà anh em đặt trắng thì nó lại ra lẻ, mà anh em đặt thậm chí anh em đặt ba trắng luôn, nó cho anh em ra con ba đỏ, anh em tức chơi vậy đó. Hoặc là đến khi anh em đặt tứ nó, anh em đặt tứ trắng luôn, cho anh em ra con tứ đỏ luôn đó. Thì mình chơi nhiều là mình biết, thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cho anh em như vậy. Mình chơi cũng con game này khá là lâu rồi, không có ăn chỉ có huề thôi, còn anh em ăn lớn quá đúng không, chơi mà lớn quá là nó không cho rút. Rồi đó là cái vấn đề về con game sóc đĩa. Mình bây giờ mình vào cái quay thú anh em xem, à không, siêu xe. Bây giờ mình vào siêu xe. Đây, đây là một bàn này, đúng không? Rồi mình vào nó thoát ra vào lại cho anh em xem bàn khác. Anh em xem lịch sử này, em xem lịch sử mới biết là cái bàn của cái bàn mới nha. Anh em xem lịch sử xong này, thì vào lại bàn mới này. Mình sẽ vào phát ra vào lại cho anh em xem nha. Có một cái bàn là nó toàn là máy luôn nha anh em. Đặc biệt chỉ có máy thôi. Bàn đặt rất là nhiều tiền. Bây giờ mình sẽ vào quay chú để quay lại mình vào siêu xe cho anh em xem. Là chỉ có máy thôi. Anh em đặt là không bao giờ ăn được nó. Bây giờ nó đã sắp xếp cho mình vào cái bàn này là mình thoát ra vào lại. Rất là khó, để mình chút xíu để mình quay lại đi nha anh em. Để mình thoát ra vào lại cho anh em xem. Còn nói về tiến lên á, nói về tiến lên miền Nam, bây giờ mình chơi cho anh em một cấu đi. Nói về tiến lên á, nói thẳng với anh em luôn, nó cho anh em chơi với máy luôn. Cho anh em chơi với máy luôn. Đấy, vào cái liền làm gì mà có tứ quý ba ăn trắng. Nó vô nó làm bài cho anh em thua, hiểu không? Bài quá đẹp luôn, nó vào nó làm cho anh em thua đấy. Thấy không? Một cầu một là anh em đã thua rồi. Đó là nói về tiến lên miền Nam là toàn máy không đấy. Là game là ít, rất ít người chơi, nên là mình dễ bị thua. Đó. Chứ game đâu ra vào cái liền mà anh em
mình thường thường mình vào shop để lại bàn chưa có ai chơi đúng không, mình mở bàn lên á, gọi là lịch sử chưa có này, lịch sử này đây chưa có này, về tiền ở đâu ra? Anh em phải công nhận một điều không, lịch sử chưa có một cầu nào đặt hết, chưa có ai đặt mà, chưa gọi là chưa có, chưa có một cầu nào, tại sao mà tiền đặt lên nhiều này, người ở đâu ra? Không có người đâu anh em, toàn bộ là máy, tôi nói thật với anh em là toàn bộ là máy. Anh em nên bỏ đi, anh em chơi game khác. Không, chơi game đâu ra mà anh em nghĩ đâu ra mà thế này, mở lên anh em xem này, người đâu ra, mới có một cầu một mà người đâu ra mà như thế này. Bàn mà mới mở đúng không, ví dụ bàn mới mở thì cũng chỉ có một hai người vào thôi, ở đâu ra mà tỷ người vô đây, đặt lần 4-50 M đây. Và thậm chí anh em muốn phát hiện cái bản này là máy hay là người là anh em phải nhìn, anh em vào con game là anh em phải biết chỗ này là cái máy nó đặt không bao giờ lẻ tiền, đặt thấp nhất sẽ là 10k, không bao giờ có 1k phía sau. Anh em nhìn đi đây, nếu mà người chơi ấy, thì người ít tiền nó đặt nhìn ít tiền, người nhiều tiền người ta sẽ đặt nhiều tiền đúng không, thì phía sau cái đồng tiền nó sẽ bị lẻ ra. Còn ở đây là chặn 10.000 đây, thậm chí cái tứ đỏ mà chặn chặn 5M luôn đó, giải mã cho anh em thấy, anh em thấy có đúng không, cái game nó lừa đảo cỡ nào không. Thế này thì anh em nên bỏ con game này đi, thật sự luôn. Nếu mà ai đang chơi con game Win 456 này thì em nên từ bỏ đi, chứ không có, không ăn được người ta đâu. Anh em chỉ có thua đường thua thôi, chứ không bao giờ có đường thắng. Rồi anh em chuyển qua con game mới anh em chơi, thì liên tải những con game mới là mình sẽ để ở trong Telegram á. Telegram phía bên dưới của nhóm Telegram của mình dưới là mình không tiền thì để lên ở trong này, tại vì rất là nhiều game nên mình không có để. Còn anh em tham gia vào nhóm Telegram đó thì có rất nhiều con game uy tín anh em tải về trải nghiệm, quá trời luôn. Mình nói thật với anh em, mình có 15 con game đang uy tín, đây mình mở cho anh em xem này, quá trời game uy tín anh em tải về chơi. Thì mình để lên ở trong Telegram, anh em cứ truy cập vào Telegram của mình là sẽ có lên tải nha. Đây đây anh em xem, quá trời game này anh em chơi, không nhất thiết phải chơi Win game Win 456 này làm gì, anh em thử xem lại này. Đấy nha, đúng là mới đặt có mấy cầu thôi. Đấy, anh em nghĩ sao là mới đặt có mấy cầu, bây giờ nó ra cho bốn cái chặn này đó. Mà người mình vừa vào cái bàn vừa mới vào, và tại sao mà người đâu ra mà đặt tới ba mấy 40M vậy, đặt lên cả 100M. Mình tổng cộng ở đây một bàn cược như thế này là 800M. Vậy người đâu ra vậy, chỉ có máy không, máy hệ thống tự đặt đó anh em, để cho anh em vào đó, anh em đặt chặn là chắc chắn sẽ là lẻ, mà anh em đặt lẻ chắc chắn sẽ ra chặn. Đây, thấy đặt nhiều không? 7M tứ đỏ cho ra tứ đỏ cũng nên đấy. Này, không ai đặt ba trắng này cho ra ba trắng này. Máy đặt, nên anh em đặt là nó ăn hết. Nên anh em rút kinh nghiệm này bỏ đi kiếm game khác mà chơi. Thì game là bây giờ mình để qua trời ở trong phần. Nói chung nếu mà anh em không cần phải phải truy cập Telegram được, anh em vuốt xuống bên dưới video của mình á, video những cái video liên quan đến mình, anh em truy cập vào kênh của mình á, những video mình làm trước đấy á. Anh em cũ kiếm đi. Những video cũ của mình á, là sẽ để rất nhiều liên tải của các con game nhé. Nhưng không có con game Win 456 nào, con game này nó bị qua nên mình sẽ không để lên cho anh em tải đâu. Thì anh em muốn tải nhanh nhanh thì anh em cứ truy cập Telegram, mình để link ở trong phần mô tả, phần bình luận, anh em cứ truy cập đi là sẽ có được liên tải về cho anh em. Anh em cứ truy cập Telegram mình để phía bên dưới nha, để lấy liên tải game mới mà chơi được cho con game Win 456 này nữa. Đó là mình chỉ, đó là giải mã chứ có mới sóc đĩa này, mới là sóc đĩa vô này. Nó đuổi mình ra, lâu cho mình xem. Đó là mới chỉ là sóc đĩa với là siêu xe thôi. Tôi nói thật với anh em, siêu xe mà vào đúng cái bàn đúng không, vừa vào cái liền đặt quá trời đặt luôn, mà người đâu ra mà đặt. Còn máy không anh em thật, còn máy không. Còn bây giờ tôi nói với anh em quay thú nha. Hôm trước tôi quên quay lại cho anh em xem. Quay thú thôi, anh em đặt mát cửa luôn, nó ra ngay chữ bài này. Chữ bài ở đây này, tua sạch bom luôn. Ở đâu ra mà hên dữ vậy. Đặt hết trơn có bao nhiêu, có mười mấy cửa đó, 12 cửa, đặt gần bít cửa luôn, ra ngay chữ bài anh em phụng đóng luôn. Ở đâu ra vậy? Đó là anh em đi rút kinh nghiệm để kiếm một game khác mà chơi. Thì game truyền thống bây giờ rất là nhiều. Thì liên tải game thì mình sẽ để ở trong phần, không có chút xíu là mình sẽ để ở trong link Telegram cho anh em đi. Để anh em tải về trải nghiệm nhé. Bye bye anh em nhé. Anh em cần giải mã con game nào thì mình sẽ giải mã cho anh em con game đó. Còn bây giờ đây là con game Win 456. Thì mình xin phép được dừng video tại đây nhé.